ngày hết công việc á là anh gắt hiền, phụ nữ là anh thích nhất, tại vì phụ nữ là hiền. Các người đàn ông suy nghĩ như thế nào thì anh không biết, còn riêng bản thân anh thấy là phụ nữ là người nào, nếu mà là phụ nữ là anh rất là thương. Phụ nữ hiền lắm hả? Dạ không, phụ nữ nhiều người, tại mình không chọc người ta đâu có nóng đâu cho anh, mình chọc người ta đó, tại mình chọc là do cái miệng mình chọc người ta, bản thân mình chuốc lấy hết á. Phụ nữ mà chọc đi là biết. Dạ em biết mà, phụ nữ là lúc nào cũng phải chiều chuộng, chứ đàn ông hơn thua phụ nữ không tốt anh ơi. Anh cưng người yêu dữ không anh? Dĩ nhiên là anh là chắc chắn là phụ nữ là anh là lúc nào cũng là cưng rồi đó, nhưng mà chưa có cơ hội không biết sao đây. Nhưng mà sao anh cưng vậy rồi mà ba mấy năm anh vẫn còn. Tại vì lúc trước á thì anh cũng có một mối tình là ở dưới quê, vật chất gia đình anh chứ cũng nói chung là cũng chưa có để lo cho người ta được, rồi người ta cũng đi lấy chồng. Cái quan niệm anh là mình nhắm mình lo cho người phụ nữ được á, là mình nên lập gia đình, trụ cột gia đình, mà mình không lo được phụ nữ là cũng thiệt thòi cho phụ nữ. Hay quá, câu này hay quá. Chỉ là có mối tình thôi hả? Dạ. Chia tay mối tình nó bao lâu rồi? Dạ chia tay mối tình nó cũng năm nay cũng mười mấy năm, mình mười mấy năm rồi. Dạ em từng trải qua một đời chồng rồi. Em kết hôn năm em 25 tuổi, nhiều vấn đề xảy ra rồi hai đứa em dẫn đến là không có thể tiếp tục được nữa. Sau khi mà ly hôn á thì thật ra thì em cũng có tìm hiểu ba mối tình, nhưng mà kiểu giống như em là một người sống thiên về tình cảm, ta cũng dựa vào cái điểm yếu đó của mình mà người ta gạt mình. Nhưng mà hôm nay á đi lên chương trình á thì em không tìm người yêu, em tìm chồng, em tìm chồng. Chồng ơi, anh ở đâu? Em anh đang ở đây nè. Chị hỏi này chút xíu là em đã có con chưa? Dạ em chưa có con. À chưa có đúng không? Vậy là cũng đỡ ha. Rồi em trai cảm nhận thế nào khi cô gái kia đã lỡ một lần đò? Em thì đàn ông thì em không có tính toán gì, cái ví dụ mà có gia đình thì cái đó là cái nỗi khổ, không ai muốn vậy. Là miễn sao mà cái quá khứ mình gác bỏ qua, mình tính cái tương lai thì thực tế thôi. Rồi vô tim của chị luôn. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Tiến Phước, hôm nay em 38 tuổi, quê quán Cần Thơ, làm việc ở Sài Gòn. Làm Sài Gòn mà làm gì Phước? Dạ làm tài xế anh Quyền Linh. Còn em? Dạ xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia cùng quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Phương An, em năm nay 31 tuổi, em là chuyên viên tổ khoa học công nghệ Long An ạ. Hôm nay thì tới với chương trình đó thì em cũng có một món quà nhỏ để tặng chị Hồng Vân. Ủa, đây là chính hả? Tay em hôm qua em mới làm dành tặng cho chị ạ. Trời ơi chị cảm ơn em. Dạ cưng quá vậy. Nhớ trời. Chia Linh nha Vân. Nè chia làm sao sợi dây đó càng ngày càng ấy à. Bây giờ mình nói chút xíu đi, điểm mạnh điểm yếu cho đàn gái biết đi. À điểm mạnh của em là biết nấu ăn, biết quan tâm với mọi người. À, nhất là bạn gái, miếu của em là hơi nóng tánh với hơi ăn nhiều. Nóng tánh với ăn nhiều hả? Giống như cha anh luôn. Cưng điên nhất là làm gì? Nóng là có nghĩa là như trong công việc, ví dụ nhiều khi mà mình thấy công việc nó căng thẳng mà có người căng thẳng hơn mình thì mình nói giải thích người ta không hiểu, thì nhiều khi mình hơi lớn tiếng người ta xí. Rồi thích nó ăn, thèm ăn là sao? Em thích ăn là sao? Nhiều khi em mà buồn á là em ăn nhiều lắm, nào ăn nào hết, cơ ghiền ra em nghỉ ăn à. Em thích những người ăn nhiều không? Dạ em thích người ăn nhiều tại vì giống em mà chị. Vậy hả? Dạ. Rồi đâu để bây giờ mình nói về mình coi. Điểm mạnh của em á thì em là một người thích hợp với công tác xã hội. Em rất là thích làm những cái mà gọi là tự tay mình để gửi tặng đến người thân. Em thì thích ăn nhưng mà em ăn có chọn lọc. Anh thích ăn là anh về đội của em được rồi anh. Còn điểm yếu của em thì em hơi bị lười nhát tí. Em là con một cho nên là những cái công việc nhà thì cũng hơi nhát. Nhưng mà được cái thì em thích chăm sóc người thân. Thôi, nhưng mà anh hồi nãy anh nói là anh nóng tính, em về em không biết là em với anh sao nữa, tại vì em cũng bản thân em cũng nóng tính. Như em nóng tính á, nóng tính là cũng như là trong công việc, còn ngoài hết công việc á là anh gắt hiền, phụ nữ là anh thích nhất, tại vì phụ nữ là hiền. Các người đàn ông suy nghĩ như thế nào thì anh không biết, còn riêng bản thân anh thấy là phụ nữ là người nào, nếu mà là phụ nữ là anh rất là thương. Phụ nữ hiền lắm hả? Dạ không,
Phụ nữ nhiều người tại mình không chọc người ta đâu có nóng đâu cho anh mình chọc người ta đó, tại mình chọc là do cái miệng mình chọc người ta, bản thân mình chuốc lấy hết á. Phụ nữ mà chọc thì là biết. Dạ em biết mà, phụ nữ là lúc nào cũng phải chịu chuộng chứ, đàn ông hơn thua phụ nữ không tốt anh ơi. Anh cưng người yêu dữ không anh? Dĩ nhiên là anh là chắc chắn là phụ nữ là anh là cưng lúc nào cũng là cưng rồi đó, nhưng mà chưa có cơ hội không biết sao đây. Nhưng mà sao anh cưng vậy rồi mà ba mấy năm anh vẫn còn. Tại vì lúc trước á thì anh cũng có một mối tình là ở dưới quê, vật chất gia đình anh thì cũng nói chung là cũng chưa có để lo cho người ta được, người ta cũng đi lấy chồng. Với quan niệm anh là mình nhắm mình lo cho người phụ nữ được á, là mình nên lập gia đình, trụ cột gia đình, mà mình không lo được phụ nữ là cũng thiệt thòi cho phụ nữ. Hay quá, câu này hay quá. Chỉ là có mối tình thôi hả? Dạ. Chia tay mối tình nó bao lâu rồi? Dạ chia tay mối tình nó cũng năm nay cũng mười mấy năm mình lên. Mấy năm rồi. Dạ em từng trải qua một đời chồng rồi. Em kết hôn năm em 25 tuổi, nhiều vấn đề xảy ra rồi hai đứa em dẫn đến là không có thể tiếp tục được nữa. Sau khi mà ly hôn thì thật ra thì em cũng có tìm hiểu ba mối tình, nhưng mà kiểu giống như em là một người sống thiên về tình cảm, ta cũng dựa vào cái điểm yếu đó của mình mà người ta gạt mình. Nhưng mà hôm nay đi lên chương trình thì em không tìm người yêu, em tìm chồng, em tìm chồng. Chồng ơi, anh ở đâu? Em anh đang ở đây nè. Chị hỏi này chút xíu là em đã có con chưa? Dạ em chưa có con. À chưa có đúng không? Vậy là cũng đỡ ha. Rồi em trai cảm nhận thế nào khi cô gái kia đã lỡ một lần đò? Em thì đàn ông thì em không có tính toán gì, cái vụ mà có gia đình thì cái đó là cái nỗi khổ, không ai muốn vậy. Là miễn sao mà cái quá khứ mình gác bỏ qua, mình tính cái tương lai thì thực tế thôi. Được, suy nghĩ rất là tốt. Chào em. Dạ chào chị. Mơ ước là cái một nửa kia của em sẽ là người như thế nào? Mơ ước nửa của em thì cũng đơn giản lắm. Là biết chuyện và biết thương yêu người lớn, biết tôn trọng người lớn. Tao xích qua tao coi đàn gái cái coi. Dạ chào anh Nguyên Linh. Ha. Dạ. Đồng màu đồng chất luôn. Nếu như bây giờ bên đây với bên kia đồng ý thì khoảng bao lâu em có thể cho bên đây bước tới? Dạ bước liền luôn đi anh. Dạ bước liền luôn đi anh. Bước liền hả? Dạ bước liền. Bước liền. Bước mà cái gào nó cản em ơi. Xong rồi cái gào quản là em qua hốt liền á. Bước liền. Được luôn. Dạ bước liền rồi. Nhưng mà em á, em thích bạn trai sao? Mẫu bạn trai của em thì cũng đơn giản lắm. Cái điều đầu tiên là sẽ chấp nhận là ở rể. Cái điều thứ hai là không phải con một. Dạ tại vì em là con một rồi cho nên là nếu mà con một nữa thì không thể ở rể được. Em không thích người hút thuốc và xăm mầm, nhưng mà nhậu thì được. Dạ em nhậu với em là được, còn nhậu với người khác là không được nha. Nhậu đế Gò Đen ha. Anh ơi anh nhậu được không anh? Anh nhậu được em. Dạ có Long An thì... nổi tiếng là đế Gò Đen đó anh. À anh thì đế nào cũng được mà miễn sao xỉn là được rồi. Hôm nay em đi với ai em gái? Dạ hôm nay em đi chung với lại chị đồng nghiệp của em ạ. Chào chị. Xin chào anh Nguyễn Linh, chị Hồng Vân, chào em trai và quý vị khán giả. Em là chị bạn đồng nghiệp với Xuân An. Thì em ấy thì vui vẻ, hòa đồng, tính tình cũng tốt lắm. Còn em trai bên đây thì theo em xin nhỏ ý, như từ nãy giờ thì thấy em trai cũng hiền lành, chững chạc. Hai em cho cơ hội tìm hiểu nhau. Rồi, bạn trai bển đi với ai? Dạ, em đi với chị em. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào em. Chào em là chị họ của Phước. Tính của em Phước thì cũng hiền lắm, hơi cọc tính tí thôi. Theo chị thì bên đàn gái nhìn thì cũng được, tính cũng được đó. Mẫm mỉm dễ thương. Mẫm mỉm mà dễ thương. Chị thấy là hai đứa cũng được đó. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi. Dạ, em cảm ơn. Mình mở rào hai bên gặp mặt đi rồi cái được cái bấm nút cái mình tiến tới luôn. Đúng vậy. Rồi. Mở rào miền Tây. Đến tới chương trình đó thì em có hai món quà tặng cho anh. Thì đây là một cái món quà mà em muốn gửi tới cho ba của anh. Dạ, tại vì người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người xin dưỡng, đó mới là hiền nhân.
Còn cái món quà thứ hai á là em món quà thứ hai nữa đấy, nhiều quà quá luôn. Gửi tặng anh đi. Đây là một cây sen đá, thì sen đá thì nó tượng trưng cho một cái nghị lực vươn lên từ những cái khó khăn nhất. Và cây sen đá này thì nó có hai cái vòi hoa, thì em nghĩ đây là tượng trưng cho anh và đây là tượng trưng cho em. Hai cây này quấn nhau vậy thì thôi anh về với em đi cho rồi. Thôi anh về với em đi cho rồi. Em tặng anh ạ. À, anh cũng có quà tặng em. Dạ. Quà này là chính tay anh làm. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Bữa này ở dưới quê ba anh gửi lên cho anh. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn bác ạ. Quà cáp đã xong, thủ tục đã xong, bắt đầu mình trò chuyện. Anh quý phụ nữ, nhưng mà khi có em rồi thì anh quý mình em thôi, đừng quý phụ nữ nữa nha anh. Thì có một là đủ rồi, mình nhiều quá người ta nói mình tham, mà tham nhiều khi mình không được gì hết. Mà anh bản chất anh là có cái là trung tình. Dạ. Công việc của anh thì có thường ngày có bận lắm không anh? Nói chung về công việc của anh á, thì bên chạy xe thì giao hàng, thì nhiều khi có bữa thì có hàng, không có bữa thì cứ khi làm suốt, có khi làm cũng có 12 giờ khuya đi xa để giao hàng đó cũng bên. Rồi à, nếu mà hai đứa mình quen nhau á, rồi sao anh? Thì rồi tại chủ nhật anh được nghỉ mà. Dạ em thứ bảy chủ nhật em cũng được nghỉ. Đường xa mấy anh không sợ, mà sợ nhất là em không thương anh thôi. Dạ, tại vì hiện tại thì em đang học chương trình thạc sĩ, cũng sắp xong rồi. Tới lúc đó thì cũng có nhiều thời gian hơn. Em có muốn hát bài gì tặng cho bạn không? Dạ, nếu mà em hát gì hơi không khó nghe thì cũng gắng nghe giùm em nha. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, chưa gì đã nhớ rồi. Nhớ nhớ đông đầy trong lòng mắt, buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng. Rồi em gái hát cặn đi. Dạ. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, nói với nhau một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Nếu cho tim ngừng đậm và đôi chân ngừng đi, thì anh ơi xin anh hãy cứ tin. Tin em nha. Dạ rồi. Anh dễ tin lắm. Dạ. Rồi bây giờ thấy đến thời khắc mà các bạn bấm nút được bấm rồi đi đó. Thấy cặp này cũng họ ổn rồi đó. Chuẩn bị 1, 2, 3. Rồi, yes. Vô. Ngon lành liền. Ngon lành liền. Ôm nhau luôn. Đó, ôm nhau rồi. Đó, trời đất hợp. Ơi. Bây giờ nè, em hứa gì với cơ quan của bà xã tương lai, với gia đình hai bên đi. Dạ, em cũng không thích nói, còn biết nói gì em ấy. Thật sự là bữa nay em vui lắm, em sẽ cố gắng là những gì mà tốt đẹp nhất là em dành cho phụ nữ, hay là dành cho vợ em. Trời ơi. Rồi, vô luôn, vô luôn, ôm luôn, luôn. Bên kia không lại luôn. Ôm chặt cái con, ôm thật chặt, không biết con cho tả coi. Hai người dễ thương lắm á. Cưới mới mời nha, gần ngang sát bờ luôn. Dạ. Ha. Dạ. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc nè. Đi đi, đi cầm giùm. Dạ, rồi, giờ sao cầm? Từ từ nắm tay bạn gái, đừng có buông bạn gái ra, nắm tay em thật chặt vô. Yeah.